nè. Không biết cái miếng san hô quá à. San hô cẩm thạch gì đó. Đâu mày coi coi. San hô á. Chừng ớt đồ nha. Đúng rồi. Miếng nào đẹp hay lượm? Đừng té đó. Vậy hả? Nè, nè có cái này nè. Cái san hô khổng lồ. Mẹ trời ơi nhiều thế. Đừng có đi xa nha. Thằng té đó. Dạ. Đâu? Nhiều he. Để vô trong bờ đi. Để đâu hả? Đó, chỗ đó đó.